Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo, để tiếp tục theo đây là bài Thu Đã Cuối. Kính thưa chư quý vị, nhận định thói đời, thường yểm cửu nghinh tân, ưa dị kỷ, uống nước quên nguồn. Do đó, người ta dễ sa vào hố sâu tranh chấp, chia rẽ hận thù. Gió bất bắt đầu thổi, cám cảnh sanh tình, ngài cầm bút làm thơ. Ngài kêu gọi chúng sanh nên gác bỏ hận thù, kiên trinh mà tu học. Bởi vì ngài trả quả đã gần kề, lũ bạo tàn tất tả nay mai, còn người lương thiện thì hưởng được hồng ân tam bảo. Điều cần nhất là phải đoàn kết, phải hài hòa, phải làm bổn phận chấn hưng Phật Pháp, và phải tu sao cho kẻ bạo khâm nhường. Riêng phần của Đức Thầy, dù có phải chịu muôn ngàn cay đắng, ngài vẫn cương quyết thi hành sứ mạng cho đến bao giờ. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Xin trân trọng kính mời chư quý thính giả đồng theo dõi bài Thu Đã Cuối. Thu đã cuối bất lai rai thôi, xét cõi lòng chẳng nỗi thương tâm, canh tràng thôn thức đứng nằm, phiền ba xe ngựa ồ âm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn quay mũi giết, chăm vào nghiêng chi xiết ngai ngùng. Cùng bung sao lại khuấy bung, một bầy ngơ ngác coi tùng còn xa. Thấy tăng sĩ thiệt thà kỷ hại nhân, ôi đời im cứu nghinh tân, rùng rùng xó bò ơi Phật thần thánh tiên. Làm cho lão nửa phiền nửa ơi, tôi ước kia sao mình như cội trên trăng, đặng soi khắp cả dương trần cho người trong tôi đặng lằn điện quang. Kể đến lúc băng ngàn đất khách, đêm thân này cắt mạch sầu đông, dầu ai trao đổi lạc nồng, trao chùa chế ngọt tấm lòng chẳng đau. Nhưng nghĩ lại heo xào phổi biết gốc lành sao cõi không dình, ngã ngào tiếng kể lời kinh, ơn nhờ chư Phật quái thanh giáo truyền. Thân làm đạo ba diện dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bãi rồi thành lại nên tuồn, vạn dân hướng được nước nguồn mà hang. Trái một lúc
cuộn ba sống vậy, chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi. Trời đã sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quà ấy ầm ĩ biết gì bao. Thọ cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông. Theo đòi học cổ của ông, nguồn văn kêu gọi người đồng tâm ý tu. Lòng đừng chất khi mối thù chi, cả lũ bạo tàn tất tà nay mai. Bấy lâu khoe giỏi khoe tài, trời xanh rọi thấu diệt loài kêu căng. Lời ta nói có ngàn lắm nhỉ, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm. Điều đàn trỗi khúc quyền thâm, nhà nghề chọn bản tri âm đi đâu nào. Giọng tăng sĩ thanh thao như kiến, hẳn đã lâu sông giếng càng mòn. Có cây khô yếu thon giòn, nay nhờ mưa đượm bà còn khá kỳ khao. Nghĩ đến đây gió ảo ảo thôi, ngẩn mình ra nhìn ngọn đông phong. Khổng Minh nhờ gió dùng công, còn ta nhờ được mũi mồng bay tan. Khuyên chớ chấp đi kẻ lòng lan soi, để đức đi lành ta rọi khắp đi nơi. Non sông rực rỡ chối ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Nhân loại sẽ khỏi chìm bể khổ, khắp đi muôn loài nguyện độ siêu thăng. Kể chi miệng môi lưỡi lằn, mắt tình thế sự gọi thằng hay ông. Chớ chia rẽ phải đồng tâm mi lực, khua dòng vàng đánh thức bốn phương. Chân Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuần chọn đường quy nguyên. Tay tăng sĩ gậy thiền quyết cười năm lần bụi bờ xuống thầm lên đèo. Dầu cho ai gặp lắm đi hầm beo, từ bi vẫn niềm quyết leo khỏi rừng. Đâu đáng chi mà ngừng việc phải, cuộc tan thương biên cãi
cảnh trần. Bực mình đeo đắm pháp thân, chờ cơn gió tạnh sẽ lần bước kỳ ra. Thấy thiện tính chan hòa, giọt lụy tâm nào nùng chạnh nghĩa xa vời. Chim trời dựng ổ chiều mới, bầy con chiêu chích cả đời nhạn thân. Còn một quý đoạn mưa tầng nắng ơi, sợ trái qua rồi việc dở quá hay. Thế gian sẽ biết gì thánh tài, bế bồng con dài hát cái bài khải ca. Ai mà được trong qua cảnh ấy, cõi phúc ở nhà tạo lấy mà nhờ. Thương đời ta ít lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào. Phận tăng sĩ nại bao gió bụi, miệng số lòng thảo cuối ta bàn. Theo đòi gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí tầm ra đạo màu. Cả dạng vật chung bầu thế giới, vì quán thù dựng bãi chiến trường. Cũng đồng xuân bá xuân dương, tranh quyền đoạt lợi đốm đương sẽ dành. Ta nguyện một lời hành chánh đạo, chẳng phải người thông thạo hoàn toàn, nhưng mà gắn chí kiêu gian. Người ôi thức tỉnh lánh nàng tu thân. Nguồn bạch thuế trong ngần mát mẹ, một khi rưới vào độ kẻ chúng sinh. Thần thông phép Phật ý muôn nghìn, cõi lành nắm chặt ác mình thành thôi. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi, dùng tinh thần chống uy chói quỷ tàn. Đừng cho chúng ai đến nơi gần ta, nhân sanh còn hời ngà ngà giấc sai. Phật y tiên thánh muôn loài dáng y vật, cũng ở trong y quả đất y dựng gầy. Siêu thân nhẹ tách đường mây, trầm luân quan nghiệp càng gây thêm hoài. Ta chỉ dốc tầm đài nguyệt cơ kiến cho dương trần, rồi chuyện sai lầm. Định thần dẹp đi hết đi tà tâm, quần lai bổn uy tánh thần khâm
quỳ nhường. Bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gắm cuộc đời cái bóng theo hình. Tu hành đâu kể nhục dinh, ta làm bổn phận ngạo khinh ni mặt đời. Đầu ngưỡng dòng đất trời minh, chứng tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Lòng trẻ tháo biết đoạn biết cơi kết, phi xác phàm mê mệt đâu này. Băng mấy rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thấy biển khổ đau an lòng đặng, sông thuyền ra cứu vớt sanh linh. Miệng cho ba tánh dạng mình, hết cơn bệnh tật hết tinh đạo tàn. Cuối nhờ nước má mắt mẹ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn bao sớm rửa lòng bận nhân. Để ma bệnh theo hờ bén gốc, thần chết kia nghĩ ôm hút bên mình. Đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cùng dình cốt xương. Nỡ đâu lại dài bữa đồng loại, cũng gốc ngày thượng đế xuống trần. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng qua nghiện cánh nơi tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt đi cảnh khổ muôn phần ôi ám, ganh ghét hờn thì tham muôn bề. Khuyên trong nam nữ chờ quê, cuối đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Tu cho kẻ bào khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửa quyền chờ